Xin chào tất cả các bác yêu audio đang theo dõi kênh video của loa toàn giải Hà Đông. Thì hôm nay em xin giới thiệu các bác đôi loa Antech Nam Sinh có đường kính là 30 cm. Đôi loa này là đôi loa đồng trục, có modem là 9208A. Đôi loa này thì em bán rất là nhiều rồi đúng không? Thì vừa rồi mới về thêm được một đôi này nữa. Đôi này về thông số, kỹ thuật, về chất âm, về thiết kế, tất cả mọi thứ ở trong tất cả những video trước thì các bác đã quá quen thuộc với em này rồi. Em sẽ không phải giới thiệu lại nữa, mà em sẽ đi thẳng vào phần thẩm mỹ và một chút chất âm nhạc test để các bác cảm nhận được em nó đang hoạt động hoàn hảo. Về hình thức đôi này quá tuyệt vời các bác nhé, rất là đẹp, không có điểm trừ gì luôn. Tóm lại quá tuyệt vời luôn. Chẳng biết nói gì hơn nữa, thấy nó quá đẹp rồi, không cần mô tả, không cần phải chỉnh nữa, video hình ảnh quay sát như này các bác nhìn sẽ rất rõ đúng không? Quá tuyệt vời, quá đẹp luôn, không có gì phải mô tả thêm nữa. Đây, con này thì nó thiết kế theo cái truyền thống của nó thôi. Phân tần 8A thì phân tần nó có một cái hộp Uber Deep như thế này. Đấy, nó có một cái hộp Uber Deep như này, còn 8B thì phân tần nó sẽ làm sang bên trái của cái tay xương loa đây. Còn con 8A thì nó sẽ làm phân tần ở đít. Đấy, đôi này thì rất là đẹp, hai bên thì như nhau, các bác nhìn. Đôi này thì quá nhiều rồi, không phải giới thiệu lại nữa. Về video test chất âm và về thẩm mỹ của em nó thì em test đến đây thôi. Nhiều lời bài hát quá, bây giờ bài hát nào cũng đăng ký bản quyền rất là khó chịu. Về đôi loa này thì hình thức và mọi thứ thông số kỹ thuật thì các bác quá quan trọng rồi, em không giới thiệu này nữa nhá. Về phần giá thì tí em sẽ đăng ở phần tiêu đề để cho các bác tiện liên hệ. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác.